Dán PPF nội thất mà cứ ngỡ là chưa dán anh em ạ. Đây một chiếc Mazda 3. Xe này thì bên mình vừa tiến hành dán PPF xong. Đó. Nhìn như này thì anh em chắc nghĩ zin rồi đúng không? Nhưng mà cái này là bên mình đã dán một lớp PPF ở trên rồi. Cái lớp phim PPF bảo vệ cái nội thất, các cái chi tiết bóng đây. Ví dụ chi tiết chỗ cần số này, màn hình này, các chi tiết lên xuống cánh cửa này. Đó, các chi tiết này là bên mình đã tiến hành dán hết rồi nhá. Đó, đã mất tiền dán rồi mà cứ ngỡ là chưa dán. Đó. Cái này nó cực kỳ hay, cái PPF này. Khi mà anh em dán lên thì nó thứ nhất là bảo vệ anh em khi va quệt vết xước này, nó không bị xước xuống cái mặt này nữa. Và thứ hai là nó tự phục hồi vết xước, nên các cái chi tiết bóng trong xe lúc nào cũng được giữ mới nhá. Rồi. Sau khi mà dán bộ này thì anh em yên tâm sử dụng, không lo bị quệt, bị xước vào cái chi tiết trong này nữa. Đặc điểm của những dòng xe Mazda nó khá là nhiều chi tiết bóng, và những cái dòng xe đời mới giờ như Tucson này, Santa Fe, rất nhiều dòng xe nó cũng rất nhiều chi tiết bóng. Thì anh em để bảo vệ cái nội thất anh em mình luôn được mới, không bị xước đấy, độ thẩm mỹ nó cao, thì anh em tham khảo dán ngay bộ PPF này nhá, với giá thành chi phí loanh quanh chỉ tầm 1 triệu đồng thôi anh em ơi.